Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 254 bị can liên quan đến vụ sai phạm xảy ra tại cục đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng. Trong vụ án, bị can Trần Kỳ Hình Cựu cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2021 bị truy tố về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đặng Việt Hà, cựu cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam, bị truy tố về tội nhận hối lộ. 253 bị can khác bị truy tố trong nhóm 11 tội danh gồm đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác, sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham ô tài sản. Theo cáo trạng, các bị can nguyên là lãnh đạo cục đăng kiểm Việt Nam đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, buông lỏng quản lý, đưa ra nhiều chủ trương trái quy định để nhận hối lộ và chia tiền hối lộ từ các đơn vị trực thuộc cục đăng kiểm Việt Nam, các chi cục, trung tâm đăng kiểm, và doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn cả nước với số tiền lớn trong quá trình duyệt, cấp mã số thành lập các trung tâm đăng kiểm tư nhân, thẩm định thiết kế cải tạo phương tiện xe cơ giới, đăng kiểm định kỳ phương tiện cơ giới đường bộ và thủy nội địa. Trong đó, có thời gian làm cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2021, bị can Trần Kỳ Hình nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp, các đơn vị đăng kiểm sau đó bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động trung tâm đăng kiểm, kiểm định phương tiện thẩm định hồ sơ thiết kế. Trần Kỳ Hình đã nhận tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng và 23.000 đô la Mỹ. Tương tự, trong thời gian lên làm cục trưởng thay Trần Kỳ Hình, Đặng Việt Hà đã để xảy ra tiêu cực có hệ thống trên địa bàn cả nước trong thời gian dài. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền nhận hối lộ của Đặng Việt Hà phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 40 tỷ đồng. Trong đó Đặng Việt Hà hưởng lợi số tiền gần 9 tỷ đồng và 13.000 đô la Mỹ. Tiếp nhận chủ trương chỉ đạo ở cấp trên, các bị can thuộc phòng kiểm định xe cơ giới Phòng VR, phòng Tàu sông, phòng VR đã nhận tiền hối lộ từ các trung tâm chi cục đăng kiểm để bỏ qua các lỗi thiếu sót về pháp lý, điều kiện hoạt động, đầu tư, mua sắm nhân sự khi thẩm duyệt hồ sơ xin thành lập và tạo điều kiện trong quá trình hoạt động của các trung tâm chi cục đăng kiểm. Trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế, nghiệm thu cải tạo xe cơ giới, các bị can còn nhận hối lộ từ các công ty thiết kế phương tiện, cải tạo để cấp thẩm định đạt dù có nhiều hồ sơ không đủ điều kiện. Từ đó một số trung tâm đăng kiểm không đủ điều kiện nhân lực đã thực hiện hành vi giả mạo trong công tác, lập khống danh sách đăng kiểm viên, giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên hoặc đóng giả đăng kiểm viên không thực tế làm việc tại trung tâm đăng kiểm. Một số nơi còn sử dụng phần mềm chỉnh sửa các thông số kỹ thuật đối với phương tiện cơ giới đường bộ để can thiệp, chỉnh sửa kết quả kiểm định như khí thải, phanh, đèn của xe cơ giới. Các sai phạm có hệ thống, xuyên suốt xảy ra trong một thời gian dài đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý nhà nước nguy cơ mất an toàn cho người điều khiển phương tiện và người dân tham gia giao thông trên cả nước